Hello, xin chào bạn bè tất cả các Welcome to my channel, Rian English 24. Ngày nay chúng tôi đang thưa các bạn hai bạn bè tất cả các bạn về passing poll, tại tất cả thông mật đa. Chấm nốt đi bằng mũi, pronunciation of regular verb. Và chương trình mong mơ ủ tư hợp tất cả các bạn. Chương ủ tư hợp tìm mũi, I walked to the restaurant. Utotipi, I glanced through the menu. Utotipi, the waiter arrived and I ordered a steak. Utotipun, after dinner, the waiter handed me the bill. Utotipram, I left happy because my meal tasted great. Và trên kệ giả sập, nơi không ưu tiên hồ bằng mắt, cứ sát tài nơi thật nơi không tùm rộng ở tây tạc cá và tùm rộng ở tây tạc cá thông tá ở dân một thầm ý đi tái cảm ơn trên xin lệ này kệ giả sập những mối cứ miên triệu một nì và đôi chìa đôi đôi chìa bị walked hay nâng glance chứng ở phía pin này cứ dương mình trên xâm lệnh chậm nó càng chậm và hỏi mối tiết phía ride hay là ordered chứng ở phía pin này cứ dương mình trên sau đó nó càng chậm và mối tiết handed hay là tested chứng phía pin này cứ dương mình trên sau it và so it càng chọn bản chất cao mình trên xem lấy đi đi môi na tới đây dương cua tại phá và bản chất there are three rules to remember chứng viên biên rule chuẩn muốn bay để dương tới trong chạm bản chất rule đi mùi và the first one verb in with the order sound và chân kia giả sắp đem chọc chỉ mùi nâng the rưu có the sound và chân kia giả sắp đem chọc đầy the rưu có the sound cứ dương trên xung lệ viết cứ mình trên xung lệ it và đôi chí ưu thì thôi đôi chí biết thà want it hay nâng need it chân cư dân mình chân xâm lấy it và lấy it càng trọng và chân rule tí bì và rule tí bì và the second và verb in with voiceless sound và kể để giá sắp đây mình chọc chìm mối nâng voiceless sound và chân kể để giá sắp đây mình chọc từ đầu voiceless sound và mình đôi chìa sound của viên mình đôi chìa khờ phở sợ sợ chợ hay nâng phở và chấn vôi lấy sao thì ngon nó cứ dương tự mình trên sâu thật là thằng chồng và đôi chị tiện và hẹp chất hay nâng worst chất và chấn sau sau là sâu là thằng chồng một cái cứ miền sao thật hay nâng sau sợ chắn ở cư dương ở bên trên xung lệ thợ và chắn hẹp đó, hẹp tùm rộng dân thầm ý đi tôi chỉ hẹp chắc hay nâng ở wash dân thầm ý đi chưa wash chắc và chắn rule tìm bậy và third rule và verb in with voice sound và chắn any verb that in vowel sound or the sound la, ma, na, cha, ra, ga, ba, wa, fa, hay là ra và cứ dương mình trên lấy ra và đôi chị call và đôi chị call đó và hay là play đó và dương dương mình trên lấy ra và bị phổ biến miền voice sound nó voice sound chọn và voice sound miền đôi chia
lạ hay nắng hay nắng hay nắng chợ và bài chương ngầm hai nhân vật trong tình ngày này cũng miền tây bắc và ơi nơi miền điện top từ nhóm năng hai một con đẹp tương tình năng time is present choose in the past simple và cần sao về lý để trở bàn kịp ra được nông ca để tất cả tổng đại và được nông video tiếp tục bằng và chân ngô quân chân nông quân ngọc ní bởi sân dịp bình hồng có chân ngay sông khăn tệ phải tố phong và ngô quân chân nông quân lý.